Tối ngày 17 tháng 3, IG đã hé lộ 7 ca khúc trong album đầu tay của Baby Monster. Đặc biệt, các fan còn đứng ngồi không yên khi IG chính thức công bố live hát của Aheon, thành viên được đánh giá là bản sao Jennie, Blackpink, trong ca khúc Stuck Inthe Middle. Đây là sản phẩm mà Baby Monster đã ra mắt trước đó mà thiếu vắng Aheon nên đoạn nhạc này ngay lập tức được các fan chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, video mà IG đăng tải còn chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường đáng yêu của Aheon. Dù để mặt mộc nhưng nhan sắc của Aheon vẫn hoàn toàn chinh phục trái tim người hâm mộ. Việc tiết lộ loạt khung hình đời thường này còn khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng IG đang ngầm đáp trả tin đồn Aheon không debut vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng trước đó. 7 ca khúc nằm trong album đầu tay của Baby Monster phát hành vào ngày 1 tháng 4 bao gồm Monster, Intro, ca khúc chủ đề CSH, Like That một món quà của Charlie Puth, Stuck in the Middle, BATTER Cup, Dream, Stuck in the Middle, Remix. Trong sáng ngày 18 tháng 3, IG cũng công bố Baby Monster sẽ có chuỗi fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp và được tổ chức lần lượt tại Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore và Thái Lan.